Ngày 3 tháng 1 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với huyện đoàn và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Châu tổ chức hội thi tiếng hát Vành Khuyên năm học 2019-2020. Hội thi thu hút trên 200 em thiếu niên nhi đồng có độ tuổi từ 4 đến 15 từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện tham gia. Hội thi diễn ra 5 bảng gồm đơn ca, các khối mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, nhóm ca khối tiểu học và trung học cơ sở. Các đội đã đem đến hội thi 45 tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống, đoàn hội, tình cảm thầy cô, bạn bè, trường lớp. Đây là các tiết mục đã được lựa chọn từ vòng cụm diễn ra trước đó. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất đơn ca cho các em Lâm Tú Anh, trường Mầm non Tân Thành, em Nguyễn Phạm Anh Thư, trường tiểu học Lương Định Của, em Bùi Vân Anh, trường trung học cơ sở Tân Phú. Giải nhất nhóm ca đã thuộc về trường tiểu học Lương Định Của và trường trung học cơ sở Tân Hiệp.